Bạn thích giống mèo gì? Mèo ta hay mèo Tây? Dễ thương hay hoang dã? Nếu đang muốn nuôi một em mèo bên ngoài, hổ báo, bên trong dễ thương thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loài mèo Bengal này nhé. Mèo Bengal hay còn được gọi là mèo vằn, mèo rừng vằn Bengal, mèo vằn hổ. Sở dĩ như vậy là do bộ lông của chúng có họa tiết vằn y hệt như những chú báo rừng hoang dã, rất đẹp lại vô cùng độc đáo nguồn gốc của mèo Bengal, vào những năm 1960 tại Hoa Kỳ, các nhà lai tạo đã tiến hành nghiên cứu và lai tạo giữa mèo rừng và mèo nhà. Nổi bật nhất là lai tạo của Jean Mew và tiến sĩ Wilder Center Mục đích lai tạo của tiến sĩ Wilder là kiểm tra khả năng miễn nhiễm virus bệnh giảm bạch cầu của mèo nhà như thế nào khi được lai tạo với mèo rừng vì mèo rừng có khả năng chống được virus này rất tốt. Còn đối với Jean thì chỉ đơn giản là bà ấy mua được một chú mèo nhà và một chú mèo báo rừng leopard rồi cho lai tạo với nhau. Năm 1965, chú mèo Bengal đầu tiên có tên là Kin Kin đã ra đời. Tuy mục đích lai tạo khác nhau, nhưng kết quả là giống nhau khi đều cho ra đời những bé mèo có vân đốm trên người như hổ báo và được thuần hóa thành những chú mèo hiền lành nuôi làm thú cưng trong nhà cái tên Bengal lấy họ từ mèo Felis bengalensis và giống mèo này được phát triển giống những loài mèo hoang dã như mèo gấm ocelot, báo hoa mai, báo gấm, mèo đốm ma gây. Rồi dần hoàn thiện về hệ gen năm 1983, mèo Bengal đã chính thức được công nhận bởi Hiệp hội Mèo Thế giới TICA. Ngày nay, chúng luôn nằm trong top những chú mèo đẹp và đắt nhất thế giới. Đặc điểm ngoại hình của mèo Bengal Những chú mèo Bengal được nuôi làm thú cưng trong nhà là mèo được lai tạo F4 hoặc F5. Nếu nhỏ hơn thì tính hoang dã vẫn còn, khó nuôi trong nhà, còn lớn hơn thì sẽ mất đi một số ngoại hình đặc trưng. Mèo Bengal có kích thước trung bình, thân hình dài, rất cơ bắp và săn chắc. Mèo trưởng thành nặng từ 3,5 đến 7 kg. Nhìn chung, đặc điểm về ngoại hình của mèo vằn Bengal khá giống với loài mèo Mỹ lông ngắn. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất và cũng là đặc điểm nổi trội nhất của mèo Bengal đó chính là lớp lông vằn màu da báo vô cùng độc đáo, cuốn hút và quyến rũ, vừa mang nét dễ thương lại đầy hoang dã. Thân hình của những chú mèo này khá đầy đặn, khỏe mạnh và cơ bắp, được ví như những chú báo rừng thu nhỏ. Tỷ lệ thân hình của mèo Bengal khá dài về phần thân, bốn chân tương đối ngắn so với thân mình. Phần mình của chúng tròn đầy đặn nhưng không hề núng nính mỡ mà chắc khỏe. Phần chân của chúng có đặc điểm được di truyền từ tổ tiên với bốn chân thon nhỏ nhưng riêng bàn chân lại rất to và dày. Phần đầu của mèo Bengal tương đối nhỏ. Chúng có đôi tai to, mỏng, dựng đứng đôi mắt to tròn long lanh màu ngọc bích trong veo vô cùng dễ thương. càng ở trong bóng tối thì đôi mắt chúng càng sáng đẹp. đặc điểm khiến người ta yêu thích nhất của mèo Bengal chính là bộ lông. loài mèo này được xếp vào họ mèo lông ngắn vì thế chúng khá ít bị rụng lông, phù hợp với những ai thích sạch sẽ, nhà có con nhỏ. bộ lông của mèo Bengal dày, lông ngắn và cực kỳ mềm mại, màu sắc giống hệt như bộ lông của một chú báo rừng dũng mãnh có ba sắc màu phổ biến bao gồm màu lông vằn đen, màu cẩm thạch và màu nâu cốm. Bên cạnh đó, còn có một số màu lông hiếm như màu silver, màu trắng. Tuy nhiên, những chú mèo này đều được lai like tạo với các giống mèo khác để tạo đột biến gen khác màu lông nên độ thuần chủng sẽ kém hơn. Điểm đặc biệt chính là các sợi lông của mèo Bengal rất lấp lánh, dù ở ban đêm hay nơi ánh sáng yếu thì bạn vẫn cảm nhận được sự lấp lánh trên lông đuôi dài, thon nhọn và đỉnh đuôi thường có màu đen. Tính cách, gan tuy có nguồn gốc từ mèo rừng hoang dã, nhưng được nuôi trong nhà là mèo F4 trở đi, do đó đây là những chú mèo hướng ngoại, năng động, mạnh mẽ nhưng cũng rất hiền lành và tốt tính. Cũng giống như nhiều giống mèo khác, mèo Bengal rất tình cảm, thích quấn quýt và được chủ vuốt ve cưng nựng. Chúng cũng rất thích chơi với trẻ em nhưng chỉ nên cho chơi với trẻ em lớn tuổi một chút để chúng không làm tổn thương nhau ngoài ra mèo bengal khá hiếu chiến thường sẽ phản ứng lại nếu cảm thấy đang bị bắt nạt nên nuôi mèo bengal cùng với chó hoặc mèo khác có kích thước lớn hơn chúng bởi giống mèo này thật sự không nên ở một mình vì chúng sẽ buồn chán và trở nên nghịch ngợm phá phách các đồ đạc trong nhà mèo bengal rất thích leo trèo tò mò khám phá mọi nơi như cửa sổ tủ sách chúng thường khá ồn ào tuy không lớn tiếng nhưng kêu rất nhiều vào mọi lúc khi chúng muốn được ăn khi cần được đi chơi khi bạn vừa về nhà hoặc ngay cả khi rất phấn khích với các đồ chơi mới mèo bengal ăn gì nhìn chung giống mèo này khá dễ ăn tuy nhiên bạn vẫn cần tuân theo một số lưu ý khi lựa chọn thức ăn cho mèo để đảm bảo chúng có thể phát triển khỏe mạnh toàn diện tùy thuộc vào độ tuổi mà cân nhắc lượng thức ăn thành phần dinh dưỡng cho phù hợp theo đó mèo nhỏ tuổi nên cho ăn lượng thức ăn mỗi bữa càng ít nhưng sẽ tăng số bữa ăn trong ngày lên và ngược lại những loại thực phẩm được khuyên nên cho mèo vằn ben gan ăn có thể kể đến như thịt bò gà cá pate rau xanh củ quả nếu không có thời gian để nấu đồ ăn cho chúng có thể mua thức ăn khô hoặc ướt chỉ cần đảm bảo đồ ăn phù hợp thể trạng độ tuổi của mèo không nên cho mèo vằn Bengal ăn nhiều đồ ngọt, sô cô la, đồ ăn cay, bánh mì lên men sẽ làm ảnh hưởng xấu đến đường ruột của chúng. Cách chăm sóc với bộ lông ngắn, mềm mượt mèo Bengal không cần tốn quá nhiều thời gian để chải chuốt. Tuần chỉ cần chải 2-3 lần để loại bỏ lông chết, phủi bụi và kiểm tra ký sinh trùng trên da là được. Tắm cho chúng mỗi tháng là được, mèo Bengal rất thích nước nên việc tắm rửa sẽ không quá khó khăn nên cho mèo làm quen với việc tắm từ nhỏ để tạo dựng thói quen đừng quên cắt móng cho mèo mỗi tuần kiểm tra và làm sạch tay cho mèo hai ba lần một tuần và đánh răng để hạn chế bệnh nha chu ngoài ra cần vệ sinh môi trường sống và đồ dùng của mèo hàng ngày làm sạch đồ chơi của chúng mỗi tuần huấn luyện vui chơi cùng mèo Bengal, gan đây là giống mèo rất thông minh và lanh lợi chúng khá nghe lời dễ dạy bảo từ bé bạn có thể huấn luyện chúng ăn đúng bữa, đúng giờ và đi vệ sinh đúng chỗ. Mèo Bengal rất năng động, có mức năng lượng cao, cần duy trì cho mèo vận động mỗi ngày ít nhất là 30 phút. Các trò chơi mà mèo Bengal rất hứng thú như đuổi bắt, chụp chuột giả, bóng hay chiếu đèn lây. Ngoài ra, nên sắm các loại đồ chơi như cát chi để mèo tự giải trí. Đưa chúng ra bên ngoài đi dạo, khám phá xung quanh hai ngày một lần cũng giúp cho bé mèo vui vẻ, hoạt bát và quen thuộc với xung quanh. Sức khỏe của mèo Bengal, tổ tiên là những chú mèo rừng khỏe mạnh nên sức khỏe của mèo Bengal khá tốt, ổn định, ít gặp các bệnh vặt. Nếu chăm sóc đúng cách, chúng có tuổi thọ trung bình từ 14 đến 16 năm. Tuy nhiên, giống như các giống mèo khác, mèo Bengal vẫn có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe như cơ tim phì đại, teo võng mạc, dị ứng thuốc mê, bệnh ke, bệnh FIP ở mèo hay giảm bạch cầu. Mèo Bengal giá bao nhiêu? Nếu sinh trong nước, không có các giấy tờ giá khoảng 7 đến 10 triệu. Hầu hết đều là tự phối giống nên mức độ thuần chủng sẽ không được đảm bảo. Ở mức giá cao hơn, tầm 12 đến 15 triệu. Bạn có thể sở hữu một bé mèo sinh tại Việt Nam nhưng có bố mẹ nhập ra phải rõ ràng giấy tờ chứng thực. Nhìn chung sẽ được đảm bảo hơn về chất lượng, sức khỏe. Nếu nhập từ nước ngoài, chủ yếu từ Nga, sẽ được đảm bảo hơn về ngoại hình, sức khỏe và có giấy chứng thực được cấp bởi các hiệp hội chó mèo. Cùng với đó thì giá bán mèo Bengal nhập cũng cao hơn khá nhiều, giao động từ 1.000 đô la Mỹ cho một em bạn có thích chiếc mèo lông lá hoang dã như hổ báo nhưng lại đáng yêu dễ thương hết sức này không hãy like subscribe và để lại bình luận cho chúng tôi nhé chúc bạn một ngày tốt lành